Hiện nay cái sản phẩm Ích Tâm Khang là một trong sản phẩm là một giải pháp trong hỗ trợ điều trị suy tim. Vậy thì xin giáo sư cho biết quan điểm của mình về vấn đề này. Ích Tâm Khang thì vừa là thực phẩm chức năng mà vừa là thuốc. Thực phẩm chức năng đã là thực phẩm, tức là ăn uống vậy, thì người ta có ăn có ngon người ta mới ăn chứ vậy. Nó không phải là thuốc là cấp cứu để điều trị suy tim, nhưng mà nó để trợ lực mà không có gì nguy hại cả. Vì phần lớn nó là gì? Phần lớn nó là cái chất có trong cơ thể và nó là loại thảo dược nhiều, cho nên ít nguy hiểm cho bệnh nhân, không có hóa chất. Xin cảm ơn giáo sư.